那感觉上到今年这几天，咱们朋友做零食多呢。那老姐，到晚上的到顾家的来呢。隔离毛毛，隔离点什么？你多去车里呢，分多打来贴的，车被叫闹死呢。车被叫闹，你顾毛毛上干搞哩呢。cô mò mò thì chị tôi tròn đang trâu để nấu theo lì tàu để nô nữa cho xí mà tới tuần cho vò lì nọ xin này ạ có bự lọ nó mò đó tà trâu lọ khen gạo lì nè trong cái lì thiệt đi mò cái nó chả nó chê cứ tiêu tao là nó tiêu tao lên nó ta nó ở tao ó nại nó này ạ tiêu mất sòn dài này nó đâu ta nó nó chê chọn đi mà lý to mình chê đâu sợ chẳng dài nó nè chê này mà lý chi đổ nó sát hậu nó nhạ đi cũng mò cái lý thế nó cô mở cửa đi tia chuyện để sứ chế tới giờ tao nọ thế nó học bị lo cũng trong cửa đi thế nó học bị tới cha má đến để lo tôi mua đó ta rồi chị học bị rồi sống lo cửa đi nè tao lo cũng mở cửa đi thế nó tao mà mở sắp lời nha nó chỉ xin để sức chế thì tôi khờ thế nó cho con nó nè ta tự cho lấy cho tôi rồi nó này ạ cho nó cho ly cho nó cho ly chế đó tự tôi này nè lấy cái sức chế đó nó vô cho con lia này ạ cho con lia nó vì nó chỉ nó tôi khở chỉ tôi đi tiền đi nó nó khổ khổ nó chỉ cho con lia cho sợ sợ nó sẽ dạ tàu mà sao cha liều cho nó chỉ tư trong trang ta lên nó này ạ cho nó tư chén chén trăng lại nó dấu ta tỏ tôi lại rời nó nè dấu ta tỏ tôi lại rời ô lan dấu voi nè cho thứ là cũng đã tập biết tuổi rồi hết nữa
và sẽ chuẩn ăn đau hàng phố sơ ta nè cho hà nó ra bố tí điện nè mà chị chợ đỏ nè chợ đỏ cho hổ nè chị xí tí tên nào lại nữa ta xì hoa phá kênh cầu lên nè phá chấp lời lên nó tôi kia xí chị cho tí tôi dẫn thế nè đó mà hẳn chấp lời lên nè đó sẽ tôi dẫn dù cho con lòng thế nè chị ô tiết chị tôi nói lý theo nó chị xin để sẽ chị dẫn đó nó lo giống cây nữa đó lo giống cây xin để chị đó tí tôi bỏ tên nó ta lý nữa ạ chứ chứ cứ mở cái lý thế thì tìa dù mơ khó lợi mà chẳng mơ chân nó hết nè chỉ bận nó chỉ mơ khó lợi chê cứ biết chỉ lợi khó trọc chê lý chê chỉ cho chê cứ chê xưa ạ là chứ cứ mở cái lý thế phá cân cầu lý lợi